với công ty nhạc cụ Minh Phụng. Và hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một sản phẩm mới đến từ Yamaha và được Yamaha Việt Nam vừa mới ra mắt tại thị trường Việt Nam vào ngày 4 tháng 3 năm 2019 vừa qua. Và nhạc cụ Minh Phụng rất hân hạnh là một trong những đại lý sở hữu sản phẩm này đầu tiên tại thị trường Việt Nam. Mình cùng các bạn cùng khám phá xem thử bên trong hộp của model SHS500R này. Và sau đây các bạn cùng mình khám phá xem bên trong cái thùng SHS500 này chứa cái gì nha. Và sau đây, nhờ một chính của chúng ta. Đầu tiên, mình sẽ khui nó ra. Và như các bạn đã thấy, bên trong của nó chứa đầu tiên là một chính của chúng ta. Thì đây là cuốn sách hướng dẫn. Rồi, thì tạm bỏ cái này qua bên. Tiếp theo đó chính là một cái dây đeo. Dây đeo cực kỳ này. Chúng ta cùng mở cái đèn này ra nhé. Đầu tiên, wow, trông rất là bắt mắt các bạn. Vừa là video khui hộp sản phẩm mới của Yamaha SHS500. Các bạn nào muốn trải nghiệm sản phẩm mới này hãy đến tại địa chỉ để đường link bên dưới hoặc có thể liên hệ với công ty để được mua sản phẩm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.